Son môi em đánh mời order bên tay, bao anh yêu đương lúc em tay anh lên phay. Áo quần thuê thì kế riêng, em ngồi siêu xe rất duyên. Ba em bác sĩ mà em làm chủ công ty, mỗi cô con gái nên nuông chiều nhiều hơn ai. Chỉ cần em nói thích gì, mai là con không nghĩ suy. Xinh với anh được, nhà dù lạnh còn xinh em là cô gái vàng. Mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhất làng. Mình vừa hợp một đôi nhưng dành cho nhau ấy. Chẳng nhiều kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Thêm một kể về em ba mẹ anh hết lời. Giờ mà về làm dâu chẳng là thương suốt đời. Vì nụ cười của em anh mộng mơ sớm tới. Vừa gặp lần đầu tiên anh đã say mê rồi. Em ở nơi nhà anh cũng quát vào chẳng bây giờ anh muốn được bước vào em. Mà nếu em thấy đời con nhạc để anh dùng nhạc cùng môi xạo lên. Anh biết em khổ từ nhỏ ngày nào cũng phải nghĩ cách tiêu tiền. Khi em phải sống trong một gia đình có một năng lực tài chính siêu nhiên. Nghe thoáng thoáng ba em chủ tịch, học cả tháng vẫn không đủ lịch. Mẹ làm chủ một chuỗi nhà hàng mở trong chi nhánh ở tận bên sinh. Thời gian bên em thì ít vì có những hôm phải bận quên mình. Em đi siêu xe em mở biệt thự cơ sở em vẫn lận đận duyên tình. Bận anh thì con đã biết, đang nhìn em thì yêu ra phết. Ba đợt anh thì lo ra tết sợi dây tơ hồng.